Chào mọi người, hôm nay thì hàng cũng không còn nhiều lắm mà lên một số món hàng để giới thiệu đến mọi người. Gồm có một cái trành, trành con rắn hôm trước mình còn lại, hai bộ bình trà, bốn cái dĩa. Hôm nay chỉ bán một, hai, bốn món hàng đó thôi. Còn một cái hộp vali dao này, nó bị lỗi trong quá trình vận chuyển. Trong quá trình vận chuyển thì không có bán nó, mà hôm nay là như đã hứa thì sẽ thực hiện cái phần đố vui có thưởng. Rồi một bộ, chỉ có một bộ thôi, tặng thì cũng nhằm là đáp lại cái tình cảm của anh em đã dành cho mình, ủng hộ mình trong thời gian qua. Nó là tri ân khách hàng dành cho mình trong thời gian qua. Khách hàng thì nhiều, cả ngàn anh em ủng hộ, nhưng mà quà thì chỉ có một thôi, không biết tặng ai, cho nên là mình xác định người tặng bằng cách là thực hiện cái chương trình đố vui có thưởng, tức là đặt câu hỏi, mọi người trả lời, ai trả lời sớm nhất, nhanh nhất thì người đó là người trúng thưởng. Rồi, trước khi vào nội dung chính thì công bố cái quỷ lành đùm lá rách. Thì nói chung nó tăng cũng không có bao nhiêu, nhưng mà mình công bố clip nào công bố clip đó đi, rồi thì tới đâu hay tới đó. Thì hôm trước thì mình công bố được là 10 triệu 530 ngàn. Thì từ ngày 7 tháng 4 tới ngày 10 tháng 4, đơn hàng mình bán được là 13 đơn hàng. 13 đơn hàng, mình trích ra mỗi đơn là 5.000 đồng từ lợi nhuận, là 13 nhân với 5 thì được 65.000 đồng. Lũy kế đến ngày 10 tháng 4 thì là 10 triệu 530 ngàn cộng với 65 ngàn bằng 10 triệu 595 ngàn đồng. 10 triệu 595 ngàn. Thì cái này là do tình hình dịch bệnh, thực hiện nghiêm cái việc là chính phủ không có cho đi lại nhiều, không có cho đi xa. Rồi hạn chế ra đường, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết. Cho nên là không có đi quay được nha mọi người. Không có đi quay được. Mình đi vẫn đi thì vẫn được, nhưng mà mình muốn chấp hành cái gì chính phủ đưa ra, chính phủ chính quyền địa phương đưa ra thì mình chấp hành tốt để nhằm phòng chống lại cái dịch bệnh Covid. Mỗi người dân đều chấp hành tốt thì chắc chắn dịch Covid-19 tại Việt Nam sẽ sớm được khống chế, và Việt Nam mình tin rằng Việt Nam mình sẽ không còn người mắc bệnh nữa. Kiểm soát tốt thì số người mắc bệnh này dần dần sẽ được chữa khỏi và nhanh chóng là Việt Nam không còn người mắc bệnh nữa. Thì khi nào mà hết lệnh hạn chế đi lại thì mình sẽ tiến hành đi quay, chọn đối tượng để mà hỗ trợ cất một căn nhà. Thì sau đó sẽ có thể là cái nguồn quỹ mới, có thể là tặng quà hoặc là tặng tiền cho những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không may lâm bệnh bất ngờ, hoặc là có rất nhiều, hiện tại thì ở địa phương có rất nhiều, có thể là những người mà thuê đất trồng thuốc nam đó, có thể là mình hỗ trợ cũng được, nhưng mà từ từ thì sẽ tính tiếp cái mục tiêu tiếp theo. Rồi vào nội dung chính hôm nay thì mã số 1 là một cái bộ bình trà. Mã số 1 là một bộ bình trà. Bộ này thì hôm trước mình cũng có đăng nhiều rồi, giờ thì đăng lại thôi. Đây, mã số 1 này 800 ngàn nha mọi người. Mã số 1 800 ngàn. Mã số 1 thì nó gồm có một cái bình tách trà thì nó 14 cái, 14 cái. Trong đó có một cái hình như là nó mẻ miệng. Con cái hình như là nó mẻ trên miệng. Thì tổng cộng là có 14 cái. Con cái mẻ trên miệng coi như tính 13 đi, 13 tách. 13 tách. À, một bình, bình thì nó bị lai. Bình và tách nó không giống nhau cho nên giá nó rẻ nha mọi người. Bình và tách nó không giống nhau, nó tựa tựa nhau thôi, nó không có giống nhau hoàn toàn. Cho nên giá nó rẻ. Thì mình xài thì thường thường là 10 tách à, một bộ 10 tách à. Nhưng mà dư ra để mai mốt có gì thì mình thế,
mình thế vào cho nó đủ bộ cho nó đẹp, hoặc là khi mà khách nhiều á thì mình đem ra cho nó đủ luôn. Thì tổng cộng là 13 cái tách và một cái bình, giá mã số 1 đây là 800.000 đồng, không bao gồm cái này nha mọi người, không bao gồm cái khay đựng nha. Giá thì chỉ có bình và tách thôi, không có bán cái khay đựng. Khay đựng thì nó rất là rườm rà, không có giao hàng được cho nên là không bán, nó chỉ trọn bộ như đó thôi. Giá 800.000. 800.000 này giá không thể nào rẻ hơn nha mọi người, giá bán lỗ á. Lỗ bình thường là một cái tách như thế này, mọi người đi mua mà mua lẻ là 70.000 một cái. Còn mà mua sỉ thì nó bán tại vì cũng 50, 50, mua lẻ là nó bán khoảng 70. Đó, mua sỉ 50 mọi người tính thì 14 cái là 700 à, 14 cái 700. Cái bình này á, bình này mà mua mua giá sỉ là cũng từ giá 250. Còn giá lẻ là khoảng 300. Đó. Giá lẻ khoảng 300 mà 700 với 250 là 950. Chưa tính chi phí gì hết. Thì anh em nào thấy được thì mình mua mình xài. Tất cả hàng hôm nay bán là giá báo đã bao gồm phí vận chuyển, hình thức giao dịch là chuyển khoản nha mọi người. Giá báo bao gồm phí vận chuyển, hình thức giao dịch chuyển khoản. Chuyển khoản. Rồi. Tách thì tất cả hoàn toàn giống nhau, mình chỉ giới thiệu một cái thôi. Đây, nó có hoa văn nè. Quét vàng thì hàng đã qua sử dụng cho nên là qua thời gian nó đã phai màu. Nó ra phai màu. Hoa chỗ này là nó vẽ như vẽ bằng sứ, nó quậy lỏng ra nó vẽ cho nên nó cộm nè. Cộm. Đó, cái này là men rạn, men mẻ, men nứt cái mọi người, ta gọi nhiều người gọi khác nhau. Đó, nó nứt 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 nè, nhưng mà cái loại men nó như vậy chứ không phải là cái tách nó bị nứt. Ở dưới đây có mộc. Hàng này hàng Nhật, chuẩn Nhật nha mọi người, chuẩn Nhật nha. Đó, men thì nó dày dặn. Đó, mình chỉ giới thiệu một cái thôi, tất cả thì nó giống nhau hết. 6 khoảng 6 nè, cao khoảng 6. Đường kính khoảng 7,5. Cao 6, đường kính 7,5 cm nha mọi người. Còn cái bình thì quay nè. Cũng khá là đẹp. Độc cũng lạ lạ nha mọi người. Mộc ở dưới này đây. Đó, mộc thì nó cũng tương tự giống giống như tựa tựa như cái mộc của cái tách. Hoa, hoa là đầy mình luôn. Hoa vẽ đầy mình luôn. Đó. Này hàng này đã qua sử dụng nha. Đó. Đây. Bây giờ là đài phát thanh nó phát về toàn là về dịch bệnh thôi nha mọi người, tình hình hết sức nguy hiểm. Cho nên mọi người là nên thực hiện nghiêm cái hướng dẫn chỉ thị của chính phủ là tốt nhất. Đây, bên trong là tổ ong nè mọi người, bên trong cũng còn khá là đẹp. Đó, tổ ong cái lược trà là bằng tổ ong. Đậy lại. Này nó cao khoảng 10. Đường kính miệng khoảng 11. Đường kính miệng khoảng 11, cao khoảng 10, đường kính miệng khoảng 11. Đó, khá là đẹp. Rồi mã số 1 này là 800.000 nha mọi người, đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Bán giá lỗ mùa Covid 800.000. Không bao gồm cái khay nha, giá không bao gồm cái khay. Chỉ là tách với bình trà thôi, hình thức giao dịch chuyển khoản. Hình thức giao dịch là chuyển khoản. Mã số 2 là một bức tranh hình con rắn. Bức tranh hình con rắn nè. Cái này chắc không phải, mình nghĩ là nó không phải bằng này, nó bằng hình như bằng kim loại chứ không phải là bằng sứ nha mọi người. Nghe âm thanh nó thì chắc là bằng kim loại, mình không dám, ví dụ là không phải kim loại đâu, nó có một miếng ở đây nè, như là nó bằng giống như bằng ngói vậy. Đây à, giống như bằng ngói
thấy chỗ này nè, nó tróc chỗ này miếng nè, hình như bằng ngói nhưng mà âm thanh của nó nung sao, âm thanh rất giống kim loại, giống như là bằng ngói vậy đó. Hình một con rắn, một bức tranh. Anh em nào tuổi tuổi tỵ, tuổi con rắn thì mua về mình treo. Đó. Hình thức giao dịch là chuyển khoản, giá mã số 2 là 450.000. Đã bao gồm phí vận chuyển. Đã bao gồm phí vận chuyển, hình thức giao dịch là chuyển khoản. Nó rất là nặng nha mọi người. Hình một con rắn nè. Anh em nào tuổi rắn thì mua về treo phong thủy thì nó khá là đẹp. Rắn là rắn vua rắn, vua rắn, hổ mang chúa gì đó. Rất là đẹp. Mình kiếm con dây mình xỏ vô mình treo, hoặc là mình để trên vách rồi mình lấy ốc mình bắn vào treo rất là đẹp. Này bề ngang của nó là khoảng 29, cao là cao khoảng 28. Đó, như là hình vuông vậy đó. Rắn nè, rắn nó làm nổi lên rất là đẹp nha mọi người. Có đổ khuôn sao cũng khuôn, cái kỹ thuật đổ khuôn cũng khá là hay. Đó. Làm cái đầu rắn nổi lội ra ngoài luôn. Rồi, mã số 2 này là giá 450, đã bao gồm phí vận chuyển. Hình thức giao dịch là chuyển khoản. Tất cả hàng hôm nay hình thức giao dịch đều là chuyển khoản. Anh em mua hàng thì nên xem thật kỹ, xem thật kỹ trước khi quyết định đặt hàng nha mọi người. Xem thật kỹ trước khi quyết định đặt hàng. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là 4 cây dĩa. Này bán nguyên như thế này chứ không có tách lẻ nha mọi người. Không tách lẻ. 4 cái dĩa này giá 1.200.000 đồng. Mình giới thiệu từng cái trước. Cái này có thể là nó đẹp nhất trong 4 cái. Nó đẹp vì nó nhiều màu. Nó nhiều màu. Đây nó quét vàng rất là đẹp nè. Này nó vẽ cây cảnh nè, cây tùng, cây gì nè. Đó. Vẽ nè, chữ nhật ở đây nè, chữ nhật. Đây là một cái búa. Cái búa có mấy con rắn ngồi trên này, búa thì gọi là búa chiêu tài, búa chiêu tài. Là cái dĩa này nó để dành trưng bày hoặc là đựng thức ăn cũng được, nhưng mà nó mang lại sự may mắn tài lộc. Bởi vì nó có hai cái búa chiêu tài. Hai búa chiêu tài trên này. Ở này thì nó quét vàng ở đây. Dĩa này cũng dòng dĩa cao cấp. Mộc chỗ này. Đó, mộc ở đây. Mộc này chữ gì không biết nữa, phải bấm vào Google dịch dịch mới được. Chiều đường kính là 31. Đường kính của nó là 31 nha mọi người. Đường kính là 31. Rồi, nó đo đường kính xong rồi cái báo giá luôn nha mọi người. Báo giá cái 4 cái dĩa này 1.200.000. 4 cái bán chung, không bán lẻ. 4 cái là 1.200.000, mua về trưng bày sử dụng đều đẹp. Giá bán đã bao gồm phí vận chuyển, hình thức giao dịch là chuyển khoản. Một cái thứ hai, cái thứ hai là một cái dĩa cảnh hình một con đại bàng. Người ta vẽ một con đại bàng ở trong này. Đó, vẽ một con đại bàng ở trong này. Con đại bàng đang đứng trên một cái cành cây, cành cây có lá nè. Vẽ cũng khá là đơn giản, nhưng mà nó một chú đại bàng thể hiện cái sự mạnh mẽ. Mạnh mẽ, cương trực nha mọi người. Mộc ở đây. Mộc nó vẽ ở trên này luôn, nó không có vẽ ở dưới đây. Đó.
dĩa này nó để lâu ngày nó bị dính dơ nữa, dính dơ về mọi người rửa lại. Đường kính thì nó cũng gần gần bằng nhau thôi, nó cũng cỡ cỡ như vậy á, 32, đường kính cái này là 32. Xung quanh thì nó có những cái hình tam giác nè, nó chìm, nó khắc chìm, mình rờ vào nó cộm tay nè, nó làm khắc chìm, tạo nên cái thiết kế độc đáo cho cái dĩa, kế độc đáo. Này mình trưng bày như thế này là cực đẹp nè. Đó, trưng bày đẹp luôn. Mặt sau của nó nè, đường kính là 32. Vẽ đơn giản nhưng mà nó đẹp. Rồi, cái thứ hai. Tiếp theo là cái thứ ba. Cái thứ ba cũng là một cái cảnh, nó vẽ một cái cảnh là cảnh này là một cái di tích lịch sử gì, một cái câu chuyện gì chứ không phải là di tích lịch sử. Đây là một trên một chiếc thuyền nè. Trên chiếc thuyền hình như là cảnh này cảnh chiến tranh hay gì. Trên chiếc thuyền có những người lính đứng ở trên thuyền nè, và có những cái họng súng đại bác nè, súng đại bác ở đây. Ở trên đây là có con cò, con hạt gì nè. Con hạt gì đó. Đây, mọi người nhìn cho nó rõ hơn nè. Cò, con hạt gì trên này nè. Rồi ở phía dưới này có một con rùa, đang bỏ chạy nè. Này chắc là con rùa đang chạy chứ không phải là cái gâu. Khỏe cái tốc độ chạy của con rùa nè. Rùa chạy chậm nhưng mà chạy gặp cái cảnh này thì nó chạy bỏ chạy rất là nhanh. Ở trên đây thì đồi núi và những cái cây. Thường ở Nhật sao nó hay vẽ những cái cây loại này nè. Như đây là biển nè, nước, những cái hòn đá nè. Đây. Trên đây là đất, chú rùa đang bỏ chạy. Và nhìn về chiếc thuyền. Đây là cánh buồm nè. Cái công nghệ nó làm thì giống với cái dĩa kia. Giống với dĩa kia là những cái hình tam giác chìm. Mình gờ vào là nó cộm tay. Đó, mặt sau thì cũng y chang. Hay cái dĩa này là có chắc cùng nhà sản xuất. Trưng bày như thế này thì khá là đẹp ha. Xài thì vẫn đẹp. Trên cờ nó có chữ luôn nè, trên cánh buồm này nó có chữ. Rồi, đây là cái thứ ba. Cái thứ tư là cái dĩa. Dĩa này thì cái dĩa nó cũng bình thường thôi. Hai bên thì nó làm nhô ra giống như là cái quay của cái nồi á, hoặc là cái mâm vậy đó. Ở dưới đây là nó làm khía nè, gỡ vào chỗ lồi, chỗ lõm vào nó sẽ cộm tay đó. Chỗ khuyết, chỗ lồi, chỗ khuyết nè. Đây, gần cho mọi người xem cho nó rõ hơn. Ở trong thì là những cái hoa, những cái cành hoa phối ở giữa màu trắng nè, viền là màu tím, màu trắng sữa, màu tím. Và đây là những cái cành hoa. Cành hoa nó có nhiều màu, xanh, tím, hồng. Mặt sau thì nó có chữ nè, thương hiệu Gia Băng. Cái cách làm mặt sau này thì mấy cái dĩa này nó giống nhau không nha mọi người. Dĩa này nó cũng giống nè. Cách làm mặt sau nè, nó tương tự nhau. Cái dĩa đề bàn với cái dĩa cái chiếc thuyền là đường kính nó bằng nhau, đều là 32. Còn cái dĩa đầu tiên búa chiêu tài là đường kính là 31. Còn cái dĩa này
Dĩa này đường kính khoảng 32, nếu đo cái chiều này thì nó còn to hơn nữa. Chiều này là 34. Dĩa này sử dụng thì khá là đẹp. Rồi, 4 cái. 4 cái bán chung giá 1.200.000 đồng. Đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Đã bao gồm phí vận chuyển luôn nha mọi người, 1.200.000. Đã bao gồm phí vận chuyển, hình thức giao dịch là chuyển khoản. Hình thức giao dịch của nó là chuyển khoản. Rồi tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 này là cái mã coi như là độc nhất trong ngày hôm nay. Đây. Mã số 4. Mã số 4 này là 1.800.000 nha mọi người, hình thức giao dịch là chuyển khoản. Giá này thì anh em nhanh tay thì mới còn nha. 1.800.000, hình thức giao dịch là chuyển khoản. Đó là một cái bộ bình trà. Bộ bình trà này là bộ đủ. Nó gồm có 6 cái tách, một cái hũ đường, một cái tống, một cái bình và 6 cái dĩa. Dĩa này là mình sử dụng nó với nhiều hình thức. Có thể là mình sử dụng để đựng bánh, cũng có thể là mình sử dụng để lót cái tách trà. Lót tách trà ở đây. Đó. Hoặc là để đựng bánh đồ cũng đẹp, trưng bày đều đẹp. Lót tách trà. Thường thì những cái bộ bình trà của Nhật á, là nó 5 mà, nó 5 tách, nhưng mà do cái này là người ta khui. Người ta khui kiện á, rồi lâu ngày người ta dồn lại người ta bán thì nó được là 6 tách 6 dĩa. Như thường là của Nhật, đồ Nhật là nó 5. Còn đồ châu Âu thì nó là 6. Mộc thì nó hoàn toàn giống nhau, nhưng mà do người ta khui kiện người ta dồn lại cho nên là nhiều khi nó hơi khác tí nè. 5 cái giống, còn cái này nó khác nè. Nó y chang nhau hết nha mọi người. Cùng hãng, cùng hoa văn đồ giống nhau, nhưng mà mộc có thể là cái sản xuất trước, cái sản xuất sau thì nó hơi khác tí nè. Mộc này thì nó nhỏ nè, mộc này nó to hơn nè. Đó. Cũng double gì đó của hãng Nitco. Của hãng Nitco. Nè. Nitco có mộc đàng hoàng. Thì mình chỉ giới thiệu là một cái thôi nha mọi người. Nó hoàn toàn giống nhau hết, mình chỉ giới thiệu một cái thôi. Này nó cũng là thuộc cái dòng của không phải men rạng, của hãng Nitco. Bóng nè, bóng đẹp nè. Nó cũng thuộc dòng của men rạng nha mọi người. Thuộc dòng của men rạng. À, xung quanh là một cái hoa văn. Hoa văn với cái những cái trái nho. Trái nho ở trên này nè. Đó. Những cái cành nho nè. Có trái này nè, chùm nè. Lá nè, lá nho nè. Trên là nó viền, viền quét vàng. Nhưng mà do là quá trình sử dụng thì nó đã phai màu rồi. Hàng này nó đã qua sử dụng rồi. Đó. Cái tách thì cầm lên rất là nhẹ. Cầm lên rất là nhẹ. Đó. À, cái tách này nè, mộc khác thì nhưng mà nó vẫn hoàn toàn giống nhau hết, nó không có khác gì chứ. Đó, men rạng nè. Đây nè, men rạng. Nứt nè. Đó. Bên trong thì nó bóng. Bên ngoài thì nó rạng. Nó rạng từ trong ra ngoài luôn. Cái này nó cũng vậy, cũng rạng nhưng mà nó xử lý bóng nhiều hơn. Cho nên mình không thấy. Nó xử lý bóng nhiều hơn, nhìn kỹ thì mới thấy. Nhìn kỹ mới thấy, còn những cái này thì nhìn dễ thấy nè. À. Men rạng. Đẹp lắm. Đó là tách để đo.
tách nó cao khoảng 5. Cao khoảng 5. Đường kính 10, đường kính nè, đường kính 10. Mình để lên như vậy cũng được, hoặc là dĩa mình để đựng bánh cũng được. 6 cái dĩa, 6 cái tách. Rồi, cái tống này thường thường ta nói để sữa. Nhưng mà uống trà thì để sữa làm cái gì? Theo mình nghĩ ha. Nè, men rạng người ta sử dụng thì nó qua quá trình sử dụng thì nó lên nước nè, cái màu trà nè. Đây. Mọc ở dưới này nè. Đó. Của hoa văn thì nó hoàn toàn giống với cái tách luôn. Cùng đồng bộ với cái tách, hoa văn giống nhau. Viền vàng nè, qua quá trình sử dụng thì nó đã phai màu. Đó. Chùm nho. Cái này là theo mình nghĩ là để người ta đựng trà, trà dư, nước trà dư. Như khi mà mình chăm trà thì nó có, khi mà chăm trà thì mình, cái lúc đầu mình làm là để mình đổ nước nóng vào, mình ngâm trà xong mình đổ bỏ nước đầu là mình chế vào đây, hoặc là trà dư mình uống xong mình để vào đây rồi xong đem đi đổ. Theo mình nghĩ là cái tác dụng của cái này nó là như vậy. Cái thứ hai này là cái hũ đường nè. Đó, nắp khá là đẹp, trên đây có quét vàng trên này. Viền vàng, nắp cũng có viền vàng luôn. Trái nho, chùm nho rồi trên đây. Đó, bên trong nè. Men rạng. Bộ này khá là đẹp, trưng bày là cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Trưng bày là cực kỳ đẹp luôn. Mọc đây. Đo cái này luôn. Mình đo từ cái miệng thôi nha mọi người. Cao khoảng 9. Cao khoảng 9. Chiều ngang tính luôn hai cái quai nè. Tính luôn hai cái quai là khoảng 16, còn tính từ đường kính của cái bình không á là khoảng 11. Tiếp theo là tới cái dĩa, dĩa thì cũng là 6 cái. Hoa văn thì cũng hoàn toàn giống với cái những cái bộ tách và cái bình. Cũng là những cái cành nho và trái nho, chùm nho. Này mọc của hiệu Nitco của mọi người. Nitco và hai bên này là nó hai con chim gì đó. Double phone nit. Cái dĩa này thì đường kính của nó là 16,5. Đường kính là 16,5. Dĩa kia mình thấy rạn ít. Dĩa này là rạn bấy nhiêu nè. Đó. Nè, dĩa rạn bấy nhiêu. Sáu dĩa. Sáu dĩa, sáu tách. Và một cái tiếp theo, cái cuối cùng là cái bình. Này là nhân vật quan trọng nhất. Cái bình thì nắp đồ nó làm giống như cái hũ đường. Mấy vàng trên này. Xung quanh là viền vàng, chùm nho và những cái cành nho ở đây. Có cái lỗ thông hơi chỗ này. Lược nè, lược nó làm tổ ong nè. Tổ ong này làm tổ ong chìm chứ không phải tổ ong nổi. Rạn nè. Đó, mọi người thấy không? Nó nứt đó. Giá nó là 1.800.000 đã bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. 1.800.000 đã bao gồm phí vận chuyển.
Đó. Quá đẹp luôn nè. Quên cái quên đo cái đường kính miệng của nó là 10, đường kính miệng là 10, còn đường kính nguyên cái bình là 14, đường kính từ vòi cho tới cái quai khoảng 20, 21, cao chiều cao không tính cái nắp khoảng 11, 11,5, 11,5. Dưới đáy nè, mộc nè. Đó. Xây lại cái chịu này cho mọi người dễ nhìn. Đó. Rồi. Xung quanh nè. Rồi, xong. Phần giới thiệu của bộ bình trà này là xong, giá của nó là 1 triệu 800 ngàn đồng, hình thức giao dịch là chuyển khoản. Giá không thể nào rẻ hơn nha mọi người, anh em mua sưu tầm trưng bày sử dụng đều đẹp. À, nếu có nhu cầu thì nên nhanh tay mua, nếu không thì nó sẽ hết. Tiếp theo cái mã cuối cùng này là mã số 5. Mã số 5 này là không có bán nha mọi người, hình thức của nó là đố vui có thưởng. Cái này là dự kiến là để tặng cho anh em, do hàng này nó bị lỗi trong quá trình vận chuyển thì tặng cho anh em, nhưng mà anh em rất là nhiều khách hàng trên 1.000 người đã ủng hộ thì không biết tặng ai, cho nên là anh em nào vô có xem clip này mà trả lời được câu hỏi nhanh, chỉ có một bộ thôi thì nhiều người trả lời thì không thể nào xác định được người nào trả lời vào phần bình luận phía dưới video, trả lời nhanh mình xác định là nhanh nhất thì người đó là người xác nhận là người giành được cái phần quà của cái phần trả lời câu hỏi. Mọi người là hình thức như thế này nha, mình đưa ra câu hỏi mọi người xem được thì trả lời bằng cách là bình luận phía dưới video á, nó có phần bình luận đó, mọi người nhấn vào bình luận cái đáp án, và người nào là gửi sớm nhất thì người đó sẽ là người chiến thắng. Này cũng phần quà nhỏ nhỏ thôi, anh em thì nói chung là làm để cho chủ yếu là vui là chính, chứ không phải là phần thưởng thì trị giá nó cũng không có bao nhiêu, cũng không thể nào gọi là phần thưởng được, tặng quà để mà nhằm coi như là thứ nhất là làm cho nó vui trong những cái ngày mình nghỉ ở nhà để tránh dịch đó, thực hiện cách ly toàn xã hội đó, và cái mục đích thứ hai là nhằm tri ân những anh em đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Anh em nào xem nhiều thì mình đáp án à, giải được đáp án thì mình thắng cuộc. Đây cái bộ dao hôm trước mình bán 450 ngàn một bộ đó, bộ này là phí phí giao hàng của nó là 70 ngàn, nhưng mà anh em nào trả lời được là mình gửi hoàn toàn miễn phí hết nha, hoàn toàn miễn phí hết, thì anh em chỉ việc nhận hàng thôi. Đó, nó gồm có mấy món đó, 1, 2, 3, cái kéo nè, cái liếc dao nè, cái dao chặt nè, cái đầu bào nè, 4 nè, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 món. Nó có tổng số là 12 món. Những cái dao này, nó cái dao này dao sắc nè, nó rất là bén. Đó, dao sắc thịt rất là bén. Dao dao thái, dao cắt thịt rã đông, rồi cây sơm thịt, rồi dao gọt trái cây, nói chung là đầy đủ, và cái đánh trứng. Đó, nó là như thế. Còn cái hộp thì nó bị lỗi rồi, cho nên không tính cái hộp, chỉ tính mấy cái món bên trong thôi. Khi mình giao hàng thì sẽ để y chang vậy, gói lại giao cho anh em. Cái hộp thì nó bị hư rồi. Cái hộp nó bị hư nha mọi người. Cái hộp nó bị gãy cái quai ở trên này nè. Cái quai cái vali á để mình xách á, nó bị gãy rồi. Nó gãy nè, với lại nó bị lủng nè. Cái lớp bên ngoài này là lớp bên trong là giấy, lớp bên ngoài giống như là lớp bạc á, lớp bạc rồi nó sơn màu.
nó nhuộm màu, lớp giấy bạc nó nhuộm màu, bên trong là lớp giấy cạc tông. Viền này là nó làm bằng viền nhôm nữa, nhưng mà quá trình vận chuyển thì nó bị cong vỡ, nó bị sự cố mà. Đó. Rồi cái phần quà là đã quay xong rồi, cái phần đặt câu hỏi này thì nói chung là chủ yếu là vui vui là chính nha mọi người. Câu hỏi này thì mình ngẫu hứng nghĩ ra thì cũng lâu rồi, cũng trên 10 năm nay, có một lần đó cũng lâu lắm mà. Nghĩ ra câu hỏi thì gửi về đài truyền hình phát thanh truyền hình Kiên Giang thì cũng có được lên sóng cách đây cũng mười mấy năm, hồi năm 2003, mười mấy gần 20 năm, 17, 18 năm nha. Lên sóng đài phát thanh truyền hình Kiên Giang với phần câu đố vui. Bây giờ mình đọc câu đố nha mọi người. Anh em nào trả lời nhanh thì trả lời trong phần bình luận, trả lời cái phần đáp án. Câu đố này là câu đố chữ. Câu thứ nhất là giữ nguyên ở 9 tầng mây, quyền năng tối thượng không ai sánh bằng. Đó là chữ thứ nhất. Giữ nguyên ở 9 tầng mây, quyền năng tối thượng không ai sánh bằng. Tức là cái chữ đó, cái chữ ban đầu nó là mình giữ nguyên thì nó là sẽ là ở 9 tầng mây, quyền năng tối thượng không ai sánh bằng. Nặng vào rất đặng lộc dân, làm điều nhân đức xả thân quên mình. Tức là mình thêm cái dấu nặng vào thì nó sẽ là rất được nhân dân yêu mến, làm điều nhân đức xả thân quên mình, được nhân dân yêu mến. Đó là chữ thứ hai, tức là mình thêm dấu nặng. Chữ thứ ba, cho thêm chút sắc dứt tình, đi vào tận chốn cung đình cận vua. Tức là cái chữ này mình thêm dấu sắc thì sẽ trở thành thái giám. Trở thành thái giám thì sẽ vào tận chốn cung đình cận vua. Đó. Quyền cơ định phận am chùa, bốn bề tĩnh lặng chào thu chuyện đời. Cái nguyên bản của nó là mình như thế này: lục căn tĩnh lặng, lục căn tĩnh lặng chào thu chuyện đời. Nhưng khi mình gửi về đài thì anh chị đài có chỉnh lại là bốn bề u tịch chào thu chuyện đời. Quyền cơ định phận am chùa, bốn bề u tịch chào thu chuyện đời. Chữ này tức là thêm dấu quyền, tức là sẽ giống như là một người tu hành bỏ qua chuyện đời, trong đi vào những nơi chùa chuyện để mà bỏ qua những chuyện đời, không có lo đến chuyện đời nữa. Rồi cái giải câu đố này là câu đố chữ, hình thức là anh em đoán ra cái chữ gì, ví dụ đáp án đó là cái chữ gì thì anh em bình luận trong phần bình luận và gửi vào. Hình thức xác định là cái thời gian trả lời sớm nhất mình nhận được cái thông báo trả lời sớm nhất thì người đó sẽ là người chiến thắng. Và sau khi người đó chiến thắng thì anh em mình sẽ thông báo vào, thì anh em sẽ gửi địa chỉ, số điện thoại để mình gửi phần quà này đến cho anh em. Anh em chỉ việc nhận quà thôi, không phải trả bất cứ tiền gì hết. Rồi hình thức của nó là như thế. Câu đố vui thôi nha mọi người. Câu đố vui. Câu đố chữ, anh em đoán ra đó là cái chữ gì thì sẽ có thưởng. Này đố vui thôi, anh em nào thích thì mình tham gia, không thích thì thôi, chứ không nên bình luận lung tung nha mọi người. Cái này là vui, tổ chức coi như là tổ chức cái game cho vui để anh em giải trí trong những ngày tránh dịch thôi, chứ không có gì là to tát. Không có gì là to tát cả. Rồi hôm nay thì có tổng số là 4 cái mã hàng và một cái chương trình đố vui có thưởng để cho anh em giải trí và đoán ra cái xem chữ đó là chữ gì. Rồi, tổng số 4 mã hàng, hình thức giao dịch chuyển khoản, anh em nên xem thật kỹ trước khi quyết định đặt hàng, suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định đặt hàng. Rồi, và hình thức giao dịch là chuyển khoản, giá báo đã bao gồm phí vận chuyển. Anh em xem thấy kênh phù hợp với mình thì thứ nhất là giải trí cho vui, thứ hai là nhấn like, vui lòng nhấn like và chia sẻ để ủng hộ kênh.
Và anh em nào chưa đăng ký thì vui lòng nhấn đăng ký và nhấn vào cái chuông để đón xem những video mới nhất và tìm cho mình những sản phẩm phù hợp. Còn sản phẩm không phù hợp thì mình xem giải trí cho vui cũng được. Và nhân đây cũng nhờ anh em là khi xem video mà nó có cái phần quảng cáo đó, thì anh em vui lòng là dành ra khoảng 30 giây để xem hết cái quảng cáo để ủng hộ kênh. Nói chung là từ khi bật quảng cáo tới giờ bật quảng cáo thì nó sẽ YouTube nó sẽ trả tiền. Và trả tiền thì hình thức trả tiền thì nó rất là phức tạp, nó phải gửi mã gì đó, không biết là mình có nhận được tiền không. Nhưng mà từ lúc bật quảng cáo tới giờ là được là 0,86 đô la, tức là chưa được 1 đô nha mọi người, cũng lâu lắm rồi. Từ lúc bật quảng cáo tới giờ cũng khoảng một tuần lễ được 0,86 đô, rất là nhiều, là nhiều, chưa tới 1 đô nha mọi người. Thì nói chung là làm YouTube này tiền không có nhiều, quan trọng là được cái sự ủng hộ của anh em. Rồi bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Chúc anh em giải được câu đố, cái chữ đó cũng rất là dễ, không có gì khó khăn hết. Quan trọng là anh em nhanh tay để trả lời để nhận được phần quà. Bây giờ tạm biệt, hẹn gặp lại.